Robinson tạt vào. Bóng được luân chuyển qua hai hành lang biên bởi cầu thủ Fulham. Đường chuyền rất bất ngờ. Vào! 1-0 cho Fulham trước đội chủ nhà Manchester City. Arias Pereira, một người từng thi đấu tại thành Manchester nhưng là cho Manchester United, là cầu thủ đã sở hữu bàn thắng mở tỷ số trước Manchester City. Fulham đã kiểm soát bóng một cách liên tục và tạo ra sức ép trong một vài phút. Tình huống đậm chất Latin của Raúl Jiménez. Và một người tiếp bóng thì cũng là một cầu thủ chơi có đầu óc nghệ sĩ, đó là Arias Pereira. Raúl Jiménez như có mắt ở phía sau lưng khi thực hiện đường kiến tạo này cho Arias Pereira. Jiménez đã quá hay trong pha bóng ấy. Quả đá phạt góc của Ilkay Gundogan. Sút bóng! Đó là Mateo Kovacic. Sở trường của Mateo Kovacic. Những tình huống đón bóng và dứt điểm từ tuyến 2 đã được phát huy. Không mất nhiều thời gian để Manchester City đưa trận đấu quay trở lại với sự cân bằng. Người thay thế cho Rodri cũng đã thực hiện một bàn thắng quen thuộc theo phong cách của Rodri. Hoàn toàn là một không gian rất thoải mái cho Mateo Kovacic từ tuyến 2. Và may mắn cũng đã mỉm cười với anh cũng như Manchester City khi quả bóng chạm vào chân của Adesen đổi hướng.